Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với trải bài ngày hôm nay ha. Mình là Jenny đây. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trải bài có chủ đề là người mà các bạn đang nghĩ tới, họ có nhớ các bạn không? Và cái người này là người có mối quan hệ tình cảm yêu đương trai gái với các bạn ha, chứ không phải là tình bạn hay là người trong gia đình đâu nha. Và vì đây là trải bài chung, cho nên hy vọng mọi người đón nhận thông điệp một cách tích cực, cởi mở, có chọn lọc, phù hợp với năng lượng tình huống câu chuyện của các bạn. Mình đã lấy trước cho mỗi tụ bài những lá bài cố định. Khi mà đến với trải bài thì mình sẽ lấy thêm hai bộ bài nữa để mình xem làm rõ thông tin xem là tình cảm của họ dành cho các bạn như thế nào, họ có nhớ các bạn hay không ha. Và hy vọng câu trả lời của mỗi tụ bài sẽ làm thỏa đáng cái mong chờ của các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta có 3 tụ. 1, 2, 3. Các bạn hãy nhắm mắt lại. Hít thở thật sâu ít nhất là 3 lần. Sau đó suy nghĩ cái câu hỏi chủ đề ở trong đầu. Người đó có nhớ các bạn hay không? Tại sao mình luôn bảo các bạn cần phải nhắm mắt lại và suy nghĩ câu hỏi, hít thở thật sâu rồi mới chọn tụ? Bởi vì mình tâm niệm đối với trải bài của mình, các bạn không... Nếu như các bạn chọn theo màu sắc hoặc là cảm quan của các bạn á, nó sẽ không đúng đâu. Từ từ mở mắt ra ha. Và tụ bài nào thu hút ánh nhìn của các bạn về phía nó, các bạn hãy chọn lấy. Các bạn có thể chọn mỗi tụ cho từng người khác nhau cũng được, không sao hết ha. Và trải bài đây là timeless. Các bạn có thể quay lại và xem lại bất kỳ khoảng thời gian nào cũng không sao luôn. Bạn nào cần thời gian thì hãy nhấn màn hình lại để mình chọn ha. Xin chào các bạn, chọn tụ thứ nhất để xem là người mà các bạn đang nhớ đến họ có nhớ các bạn hay không nha. Chúng ta có 6 kiếm, nữ hoàng tiền và năm 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 tim, vua kiếm, the wheel, hierophant. Mình sẽ lấy thêm thông điệp từ hai bộ này để trả lời cho câu hỏi này luôn ha. Kết nối với năng lượng mà các bạn chọn tụ thứ nhất. Người mà các bạn chọn tụ thứ nhất nên nghĩ đến họ có nhớ đến các bạn ấy hay không? Ba lá. Kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ thứ nhất. Xin cho biết là người mà các bạn chọn tụ thứ nhất đang nghĩ đến họ có nhớ đến các bạn ấy hay không? Ba lá ha. Rồi, mình sẽ lấy thêm ba cái thông điệp giấy mình ghi. Đó chính là lời khuyên dành cho các bạn ha. Mình sẽ lấy một lần rồi mình giải luôn. Kết nối với năng lượng của các bạn chọn từ thứ nhất. Người mà các bạn chọn từ thứ nhất nghĩ đến họ có nhớ các bạn ấy hay không? Ok, ba luôn. Rồi, lời khuyên đó nha. Đầu tiên thì mình cảm nhận được là có thể bạn và người này đang ở xa nhau về mặt địa lý, đó là điều đầu tiên mình có thể thấy được. Hoặc bạn và họ đang phải ở xa quê, hoặc cả hai đang ở xa quê. Mình nhận thấy rất rõ nó có một cái năng lượng gì đó xa cách ở đây. Mình nhận thấy nha, cả hai có một cái quá khứ rất là giống nhau á, kiểu như là cả hai đã từng sống rất là vô thần, cả hai đã từng sống rất là lý trí, cả hai có một chút gì đó ở quá khứ nó không có được tin vào trực giác á. Năng lượng giữa bạn và họ nó có khá nhiều điểm khá là tương đồng với nhau á, về mặt năng lượng ở thời điểm quá khứ. Và có thể hai bạn đã phải trải qua nhiều chuyện á để mà phát triển tâm linh tới mức độ như thế này ha. Cả hai bạn đều theo những cái tôn giáo nhất định. Ở đây mình nhận thấy được rằng nha, đặt vô cái câu hỏi đầu tiên để mà trả lời luôn á, thì mình thấy được rằng là người này có nhớ các bạn. Nhưng mà nhớ ở đây á, cái nhớ của họ á, là nó nhớ theo kiểu tiếc nuối và buồn bã nhiều hơn là nhớ nhung da diết mong chờ nha mọi người.
Nó có nhiều loại nhớ khác nhau lắm. Có người nhớ trong thù hận nè, có người nhớ là không thể nào quên được, có người nhớ như là một nỗi ám ảnh. Nhưng cái người này á, mình nhớ được rằng mình thấy được rằng họ nhớ các bạn, nhưng mà nhớ theo cái kiểu gọi là có một cái gì đó nó tiếc nuối như thế nào đó. Có thể là giữa cả hai người sẽ có sự khác nhau về mặt tâm linh, tôn giáo, cho nên là có thể cả hai bị cách trở bởi văn hóa, địa lý, nó khác nhau về nhiều cái lắm. Và tạm thời thời điểm hiện tại thì cả hai không đến được với nhau ấy, cho nên là họ cảm thấy có một chút gì đó tiếc nuối với quan hệ này. Mình lật luôn 3, 4, 6 lá lên ha. No. Yes. Và meditation bring answer. Các bạn thấy không? Bài mà nó lên nó cũng đá câu sau, đá đít câu trước, lồng lộn luôn. No ở đây á, tức là nếu như mình cảm nhận được nha, cái no ở đây dành cho các bạn á, tức là các bạn thiên thần muốn nói, thiên thần hộ mệnh, thiên thần hướng dẫn muốn nói với các bạn á, là no họ không nhớ các bạn theo cái kiểu tình cảm nam nữ đâu, mà họ nhớ đến các bạn á, theo cái kiểu là họ sẽ nhớ đến những cái nỗi da diết, những cái kỷ niệm mà cả hai có được. Nếu như hai bạn là mới quen nhau đi thì họ sẽ nhớ cái kiểu ở bạn á, nó có một cái năng lượng gì đó mà họ không quên được á, tức là họ không có cố tình nhớ, họ không muốn nhớ, nhưng mà ví dụ đi đâu làm cái gì thì có thể các bạn sẽ khiến họ nhớ. Giống như một người thích mặt trăng và người này nói với người kia là họ rất thích mặt trăng, thì mỗi lần mà khi mà họ nhìn lên cái mặt trăng đó thì chắc chắn họ sẽ nhớ về các bạn. Hoặc là đôi khi có những cái bạn thích một cái loài hoa nào đó, bạn thích một cái cây nào đó đi, thì khi mà họ nhìn đến cái cây, họ nhìn đến cái loài hoa đó, họ sẽ nhớ về các bạn. Cái kiểu nhớ đó là kiểu nhớ như vậy đó mọi người. Hiện tại á, cả hai luôn nha, mình thấy cái năng lượng của cả hai nó rất là tương đồng với nhau. Cả hai á đều đang bỏ qua này, đều đang tập bỏ qua, đều đang tập quên đi, tha thứ cho những cái quá khứ ngày xưa. Cả hai có, mình vẫn nhận thấy được cả hai bạn đang phát triển trên hành trình tâm linh của một riêng mỗi hai người đang rất là tốt ấy. Kiểu tập trung vào cái hành trình làm việc với bản thân mình. Vì ở cả hai bạn biết được rằng nếu như cả hai vẫn còn những tổn thương cũ, nếu như cả hai vẫn còn những cái nỗi đau cũ mà đến với nhau ở trong mối quan hệ bây giờ ấy, thì sẽ mang lại đau thương cho nhau thôi ấy. Kiểu như vậy ha, giữa cả hai nó có một cái sự thức tỉnh tâm linh gì đó rất là lớn và mạnh mẽ ở đây. Có thể nha, người này cũng xem tarot về các bạn và xem là các bạn có nhớ họ hay không á, hoặc là xem những cái chủ đề khác về bạn á, họ có thể họ sẽ tìm hiểu các bạn qua những trải bài tarot. Cả hai có một cái sự kết nối sâu sắc lắm về mặt tinh thần. Mình nhận thấy được rằng á, ở cả hai á, hoàn toàn không thể phủ nhận là ở giữa cả hai người đều có những cảm xúc nồng nàn, lãng mạn, mãnh liệt. Cả hai người cũng có thả thính nhau qua lại, nhưng mà ở cả hai bạn có một cái chút gì đó nó bị thiếu động lực để bước về phía trước. Mình nói như thế này nè, cả hai đều là những người rất là thông minh sáng suốt trên hành trình King of Swords. Cả hai đều rất hiểu được rằng mình cần phải làm gì để duy trì mối quan hệ này phát triển và tốt hơn. Đồng thời các bạn cũng không quên được cái việc là cần phải phát triển bản thân thì mới phát triển mối quan hệ được. Đó. Và mình nhận thấy được rằng ở bạn và cả họ vẫn chưa đủ, một thiếu một cái gì đó về mặt vật chất á, về mặt giá trị tinh thần, về mặt giá trị vật chất á, để mà hai bạn đến với nhau được. Tức là ở cả hai có thể làm chưa có công việc ổn định, đến với nhau thời điểm này á nó cũng chưa chưa có gọi là cái gì settle down lắm á. Đó, cho nên là vẫn có sự mong chờ, vẫn có sự mong ngóng. Nhưng mà ở đây mình thấy là nó chỉ là những cái nỗi nhớ thoáng, nỗi nhớ kiểu nhìn vào một cái gì đó nhớ các bạn. Các bạn cũng nhìn vào cái gì đó mới nhớ họ. Hoặc là và nha, mình bài nó hiện lên thêm cho mình một thông điệp đó, đó chính là bạn chính là cái mẫu người lý tưởng mà họ hằng khao khát, hằng ao ước, bỗng dưng tự nhiên bước vào cuộc sống của họ, khiến cho họ không có biết cầm nắm
handle mọi thứ như thế nào á. Các bạn hiểu ý mình không? Đúng, chúng ta luôn đợi chúng ta sẽ gặp đúng người. Nhưng có chắc rằng khi vào cái thời điểm các bạn gặp đúng người đó, các bạn có phải là người dành cho cái người của đối phương hay không? Tức là các bạn luôn đợi một cái người right person dành cho mình đúng không? Nhưng mà đến cái thời điểm các bạn gặp được đúng cái right person của các bạn á, thì liệu các bạn có đang là right person của đối phương hay không? Các bạn có phải là người đúng đắn hoàn hảo dành cho đối phương ở thời điểm đó hay không? Đó, thì ở người này có một chút gì đó họ họ cảm thấy họ không tự tin lắm là họ là cái mẫu người đúng đắn của các bạn. Mặc dù các bạn là một cái mẫu người họ hoàn toàn có thể tin được rằng bạn và họ có thể xây được cái tổ ấm gia đình phía trước. Người này rất nghiêm túc nha nha mọi người, người này rất rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm nha, tức là họ đã không yêu thì thôi, nhưng một khi họ yêu là họ rất rất nghiêm túc và đúng đắn trong cái quan hệ này. Không có cái kiểu bắt cá hai tay, không có cái kiểu bỡn cợt, và cũng họ sẽ toàn tâm toàn ý dành cho mối quan hệ, phát triển mối quan hệ. Ngay cả bạn cũng vậy, năng lượng của hai bạn như là năng lượng đối gương với nhau đó. Cho nên để hai người, câu chuyện hai người có viết tiếp được hay không, đó là một cái kết nó mở. Ở trải bài này mình chỉ trả lời câu hỏi cho các bạn, đó chính là họ có nhớ các bạn hay không, thì câu trả lời là yes. Mặc dù bài nó lên no này, hoặc là 5, 5 ly này, hoặc là 6 kiếm này, thì không nha, mình vẫn không cảm nhận được cái năng lượng là họ không bao giờ nhớ về các bạn, họ không nghĩ về các bạn, hoặc là họ nhớ về các bạn theo kiểu khổ đau, hận thù không. Họ vẫn nhớ về các bạn theo kiểu yêu đương, nhưng họ có một cái gì đó khá là tiếc nuối, họ vẫn đang rất chờ đợi mối quan hệ này phát triển thêm, và họ chắc chắn sẽ có một động thái gì đó thể hiện cho các bạn thấy rằng họ nhớ các bạn. Có thể là họ sẽ tán tỉnh các bạn trở lại, hoặc là họ sẽ có những cái hành động gì đó khiến cho bạn thấy được cái tình cảm của họ, nhưng nó không quá lộ liễu như là họ trực tiếp nhắn với các bạn họ nhớ các bạn, hay là họ trực tiếp khen các bạn hay như thế nào đó không. Mình không thấy họ sẽ có những cái hành động mà phải tinh tế lắm các bạn mới nhận ra, và nhiều khi các bạn hơi bị bối rối khi mà nhận được cái thông điệp, cái tín hiệu từ họ. Các bạn kêu ủa, người này đang thả thính mình nè, người này đang đang đùa giỡn tình cảm với mình phải không? Thì không nha mọi người, người này đó là những gì người này nhắn cho các bạn, và chỉ nhắn cho riêng cho các bạn thôi, chứ họ không có nhắn cho quá nhiều người như vậy đâu á. Yên tâm ha. Rồi mình đến với thông điệp giấy xem như thế nào, tại vì hôm nay trải bài ngắn thôi. Đây, lời khuyên cho các bạn nha. Chỉ vì bạn đồng ý giúp ai đó vào ngày hôm qua, không có nghĩa là hôm nay bạn cũng phải đồng ý giúp họ. Bạn không phải là một cái giếng ước có thể cho đi, không giới hạn. Hoàn toàn ổn khi bạn đề ra hạn mức trong việc bạn muốn bao nhiêu công của thời gian của bạn cho người khác. Ở đây nó có một cái lá đờ queo nữa nè mọi người. Qua cái thông điệp này á, lời khuyên á, của bạn và họ cho mối quan hệ này luôn, bạn và họ bị một cái gọi là từ trong quá khứ hai bạn đã từng rất tốt với nhiều người, cho nên ở thời điểm hiện tại các bạn đang đặt ra những cái tiêu chuẩn cho cái boundaries của các bạn, tức là các bạn không dễ để đối phương nắm bắt hoặc xâm phạm vào cái boundaries của các bạn. Mình quên cái cách boundaries dịch ra tiếng Việt là cái gì rồi, tức là cái vòng an toàn, cái giới hạn của các bạn á. Tức là ngày xưa các bạn có thể là chasing hả, đi theo đuổi, như là một người rượt theo người khác á, các bạn luôn đi theo đuổi mối quan hệ, và kết cục các bạn chẳng được nhận gì ngoài cái việc người ta không tôn trọng bạn hết. Các bạn always say yes trong tất cả các mối quan hệ, và nhiều khi các bạn đã làm những cái người luôn làm hài lòng người khác á. Cho nên là trong cái khoảng thời gian này có thể bạn và họ đang có sự xa cách, hoặc bạn cảm thấy họ đang khá xa cách mình, cho nên là bạn không biết là họ nhớ các bạn hay không. Thì đây là khoảng thời gian giống như là họ dành ra cho bạn, và cũng như chính họ dành ra cho họ một khoảng thời gian để xem xét lại coi cái mối quan hệ này như thế nào, xem xét lại bản thân của mình, liệu mình có để cái đối phương đi quá giới hạn hay không, và họ không muốn mọi chuyện đang dần mất kiểm soát nha, tại vì người này người ta đang cố gắng kiểm soát tốt cái tình hình mối quan hệ. Không phải là cái kiểu control mà nó quá độc hại đâu, mà người này kiểu muốn kiểm soát để xem là
họ không muốn đẩy, gọi là họ không muốn đẩy nhanh quá trình đó mọi người, họ không có muốn đốt cháy giai đoạn, họ muốn mọi thứ nó diễn ra tự nhiên thôi đó, kiểu như vậy á mọi người. Tức là giữa bạn và họ nó có một cái gì đó rất là phát triển về mặt tâm linh nha. Đây, khi bạn lời khuyên nha, bạn cân nhắc khi mà đón nhận lời khuyên này tùy vào trường hợp mỗi người nha. Khi bạn quan trọng với một ai đó, họ sẽ luôn tìm cách dành thời gian cho bạn, không bào chữa, không dối trá và không thất hứa. Có thể bạn đã từng bào chữa hoặc là bạn đã từng dối trá hoặc là bạn đã từng thất hứa một cái việc gì đó với người này và người ta đang cảm thấy ồ khá là upset, khá là buồn, khá là thất vọng về cái việc đó nha. Người này rất nhạy cảm nha mọi người, không cần biết là bạn đã thất hứa chuyện gì, đối với bạn nó là một cái chuyện rất nhỏ hoặc như thế nào đó, nhưng đối với họ, ồ có thể họ cảm thấy nó là một cái gì đó họ cần phải lui lại và xem xét xem người này đang đùa giỡn với mình rồi, kiểu như vậy. Năng lượng là hai chiều cho nên là tùy bạn và họ đón nhận cái thông điệp này xem như thế nào nha. Bởi vì giữa hai bạn đang có một khoảng cách, đó là do bạn đã hứa một cái gì đó, bạn đã nói dối một cái điều gì đó, hoặc là bạn đã bào chữa viện cớ cho một cái lý do nào đó mà bạn lơ họ đó. Họ cũng có thể như vậy với bạn đó, và mối quan hệ này nó đang có sự không hiểu nhau đó nha. Cho nên là nhưng họ không có trách móc bạn, bạn cũng không trách móc họ, chẳng qua là cả hai vẫn đang tổn thương và cần thời gian nhiều lắm đó. Cho nên là ở đây nó có một cái thông điệp là meditation brings answers, tức là khi mà bạn thiền định nó sẽ mang lại cho bạn những cái câu trả lời chính xác nhất, thông suốt nhất mà bạn cần phải nhận ra là gì nha. Hai người phát triển tâm linh lên mạnh lắm rồi. Trong đời con sẽ gặp những người mà con chỉ được nhớ họ chứ không liên lạc, chỉ quan sát chứ không được làm phiền. Sao cái thông điệp này nghe nó hơi buồn nhỉ? Kiểu ở một số bạn ở đây á, có thể là họ nhớ các bạn nhưng mà họ không liên lạc được á, hoặc là họ không muốn làm phiền các bạn. Như một cái tích cực là hồi nãy như mình đã nói là họ muốn dành thời gian cho cả bạn và họ suy nghĩ xem xét lại bản thân của mối quan hệ này. Hai á là họ cảm thấy họ sợ làm phiền các bạn á, họ cái tín hiệu của các bạn phát ra khiến cho họ bị nhận định sai á. Có thể là người này cũng khá là nhạy cảm cho nên họ cũng khó mà biết được bạn muốn cái gì, hoặc là bạn ngược lại nha. Thì cái thông điệp này giống như là nó cũng muốn confirm cho các bạn là họ nhớ các bạn đó, chỉ là họ không liên lạc thôi. Không liên lạc không có nghĩa, đồng nghĩa với việc là họ không nhớ, không có đồng nghĩa với cái việc là họ không quan tâm, mà là họ đang giữ cái boundaries lịch sự dành cho các bạn. Họ biết các bạn không phải là kiểu người muốn vô là vô, muốn ra là ra được. Và họ cũng vậy á. Hai bạn có sự dè chừng lẫn nhau lắm. Hy vọng là ở cái trải bài sau thì mình sẽ xem cho các bạn về thông điệp là tình cảm giữa bạn và họ dành cho nhau là gì chẳng hạn, hoặc là hành động tiếp theo, diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này sẽ như thế nào. Hy vọng các bạn sẽ đón xem ở những trải bài sau ha. Xin chào các bạn chọn tổ thứ hai. Mình sẽ đến với giải bài của các bạn. Họ có nhớ các bạn hay không ha? The Magician. Năm gậy. Năm kiếm. Mệt nhờ. Bốn gậy. Page of Wands. The Fool và The World. Dạo này bạn có nhận được tín hiệu gì không? Tín hiệu ở đây là không phải tín hiệu vũ trụ, mà là tín hiệu từ người đó. Các bạn có thấy họ up story thường xuyên không? Hoặc là hoặc là họ sẽ cố gắng share những cái gì đó, share những cái gì đó nó về đời sống của họ. Ồ, khi mà bạn nhìn vào bạn sẽ ok, I'm fine, I'm still good, đó kiểu như ồ tôi vẫn ổn nè, bạn thấy cuộc sống của tôi hấp dẫn không? Các bạn cãi nhau hả? Mình nhận thấy được rằng ở hai bạn có một cái hiểu lầm nào đó, không phải là hiểu lầm đâu,
có thể là gây ra tổn thương cho nhau luôn á. Hiểu lầm thì thường thường nó sẽ không có ra cái năng lượng như thế này. Cả hai muốn giành kèo trên trong mối quan hệ. The Magician luôn luôn, mình vẫn cảm nhận được The Magician là một người không bao giờ chịu nằm dưới nha mọi người. Không bao giờ chịu làm boss nha. The Magician chỉ làm top thôi. Anh on top, không phải trending đó mọi người. Nếu như dạo gần đây bạn hay nhận được những cái tín hiệu từ họ, có thể là im lặng với bạn, có thể là thất thường với bạn, có thể là họ không có đăng story, không có up story, không có post bất kỳ một cái gì lên, nhưng lâu lâu tự nhiên họ thả tim story của bạn, lâu lâu họ comment một cái gì đó trên mạng xã hội, hoặc lâu lâu tự nhiên đi ngang các bạn, họ nghe các bạn cái lúc các bạn quay lại thì họ lại vờ bỏ đi. Tức là cái đó là cái tín hiệu của họ dành cho các bạn chọn tổ thứ hai, là họ vẫn còn đang để ý các bạn đó nha, họ vẫn còn đang theo dõi và quan sát các bạn đó nha. Và một, họ muốn gây thu hút cái sự chú ý từ các bạn. Cái The Magician là một người trong năng lượng này ha, trong năng lượng mình đang cảm nhận, The Magician là một người luôn thèm khát sự chú ý. Dĩ nhiên rồi, một người biểu diễn trên sân khấu, dĩ nhiên người ta phải thèm khát sự chú ý, sự theo dõi, đón nhận từ những người xung quanh chứ, đúng không? Tự nhiên không có ai mà lên đứng sân khấu mà không mong cầu ai xem hết, không không có chuyện đó. Thì người này đang như vậy đó mọi người. Năng lượng thú vị ha, nó hoàn toàn hay á. Để mình đọc xem, để mình lấy thêm thông điệp giấy là mình mở bài ra hết cho các bạn nha. Kết nối với các bạn chọn tụ thứ ba, hai, nhầm nhầm, sorry. Lời khuyên cho các bạn ấy trong tình huống này, cái người mà các bạn ấy đang nghĩ đến, họ có nhớ các bạn ấy hay không? Ok rồi, câu trả lời của mình á là có. Cho dù hai cái bộ bài này nó có trả lời bất kỳ một cái gì đi chăng nữa, nó cũng chỉ là cái thông điệp dẫn đường cho các bạn thôi. Đối với 6 lá tarot này, nó đã trả lời rất thẳng thắn với mình là có, rất nhớ các bạn và rất muốn gặp lại các bạn ở đằng khác nha. Mình không cần biết mối quan hệ của các bạn nó đã đi đến cái chiều hướng xấu như thế nào, nó đã tệ đến mức độ nào nha, hoặc là nó đã xảy ra những gì, hoặc là nó có quá khứ hay là nó không có quá khứ. Nhưng đối với người này, họ rất rất nhớ các bạn, họ nhớ các bạn một cách obsessed đó. Obsessed là kiểu ám ảnh đó. Họ không biết làm sao luôn á mọi người. Đó, họ rất muốn gặp lại các bạn. Nhưng vì cả hai nó có một cái gì đó nó khuất tắc, nó bị hiểu lầm lẫn nhau, hoặc là nó bị gây gây gổ này, nó bị một cái vấn đề gì đó mà khiến họ cảm thấy xấu hổ, cảm thấy có lỗi với các bạn, hoặc là các bạn đã cảm thấy có lỗi, cảm thấy xấu hổ với họ. Nhưng mà không mẹ nào dám nhịn để mà, tức là hai mẹ mẹ nào cũng nhớ nhau mà không có mẹ nào dám mở miệng nói chuyện trước á. Nói vui vậy thôi chứ thật sự nó là như vậy đó, tức là cả hai người ai cũng nhớ đối phương hết á. Nhưng mà không có ai dám buông bỏ cái tôi xuống để mà cho đối phương biết được là họ, các bạn nhớ họ, họ nhớ các bạn. Mình vẫn thấy được rất nhiều cái sự trông ngóng, theo dõi, dõi theo, thăm dò từ phía họ về các bạn nha. Nhiều khi họ cũng ước ao là một ngày nào đó nếu như có duyên có nợ là sẽ gặp lại nhau luôn á. Thì không biết là họ ước thì họ có làm hay không, tại vì duyên do phận gì à? Duyên do ta, phận tại trời hay cái gì đó, chứ đâu có phải là, tức là muốn gặp thì hãy tạo một cơ hội để gặp đi. Nhưng mà người này sợ bị từ chối, người này rất là sợ các bạn từ chối họ, cho nên là họ khá là băn khoăn á. Cái năng lượng người này mạnh lắm, cái năng lượng người này á nó là cái năng lượng luôn tiến về phía trước á, rõ ràng, rõ ràng luôn. Bài người này nó lên rất là nhiều thông điệp mà nó khiến cho mình cảm giác bị phấn khích đến mức độ mà mình không có sắp xếp được câu chữ
để mà mình giải bài luôn á, tức là nó đưa ra quá nhiều thông tin thông điệp, nó đến cái mức độ mà kiểu mình vui giùm các bạn á, mình không giải bài được luôn á, là các bạn hiểu cái mức độ đó không? Mình không có muốn màu hồng hóa cái trải bài đâu, nhưng mà cái cảm xúc của mình không bao giờ là nói dối mình hết đúng không mọi người, không bao giờ là sai hết đúng không? Thậm chí cái từ đó, cái trực giác của mình nó đưa ra cho mình câu trả lời. Ok, bình tĩnh lại ha. Cho dù họ nhớ các bạn, cho dù đó là tin vui, cho dù các bạn nghe, các bạn cảm thấy nó phấn khích, nó vui, nhưng mà ở giữa hai người nó có một cần một cái gì đó để mà sửa chữa lỗi lầm lại với nhau nè. Mình nhận thấy á là bài của người này á, nó lên rất rõ những cái hành động. Họ nhớ các bạn, họ thường xuyên ra vào trang cá nhân mạng xã hội để xem các bạn, họ thường xuyên bật vào cái đoạn chat, nhắn tin, message á, họ đọc hoặc là họ muốn nhắn một cái gì đó nhưng mà họ lại thoát ra. Họ thường vào story hoặc là những cái gì mà các bạn công khai ra họ xem. Họ soi từng chi tiết một luôn. Người này thấy lạ là tại sao mình đến cái độ tuổi này rồi, nó cũng không có phải là cái độ tuổi The Magician, không có phải là non tơ đâu nha mọi người, nhưng mà tại sao họ lại cảm giác như trở về cái thời kỳ mà họ mới yêu lần đầu của The Fool vậy đó. Họ cảm giác họ xao xuyến day dứt trong người, các bạn có hiểu cái cảm giác mà giống như mình crush một người nào đó hồi cấp 3 đi, những cái giai đoạn mà khi mà mình mới lớn á, khi mà mình crush một người nào đó, mình luôn theo dõi người đó, rồi mình hết hồn khi mà người ta quay lại hoặc là người ta nhắn tin hoặc người ta phản hồi với mình, nó mình sướng điên người với mọi người đó. Tự nhiên họ cảm thấy lạ khi mà họ tự nhiên họ quay trở lại cái giai đoạn như hồi đó vậy á, cho nên là người này cảm thấy ồ khá là lạ luôn á, tại sao mình lại như vậy. Thì khi mà một con người mà người ta có những cái cảm xúc đó, nó cứ thôi thúc trong lòng người ta, cho dù người ta là người thiếu bản lĩnh như thế nào, cho dù người ta là người hướng nội, cho dù người ta là người nhút nhát như thế nào, chắc chắn cái người đó phải tiến về phía trước để tìm ra cái câu trả lời xác đáng cho họ. Ở đây mình nói tìm ra câu trả lời không có nghĩa là họ sẽ đến với bạn hoặc là họ sẽ kết nối liền với bạn hoặc là như thế nào đó, mà ở đây là họ sẽ đi seek for info, nghĩa là tìm kiếm cái thông tin ấy để mà họ hành động ấy. Họ sẽ tìm kiếm thông tin như thế nào? Thứ nhất á, là họ sẽ hỏi bạn bè, hỏi người thân quen, hỏi những cái kết nối xung quanh của các bạn về các bạn, hoặc các bạn không có bạn bè chung đi thì có thể họ sẽ hỏi những bạn bè của họ cách như thế nào để trong tình huống này họ nên làm gì. Người này sẽ đi hỏi hỏi dò hỏi thăm ha, thì cách hỏi của họ như thế nào mình không biết. Cách cách thứ hai họ làm, họ tiến về phía trước, đó là họ sẽ giữ một cái thái độ lạc quan tích cực nhất có thể, tại vì người này mình thấy họ cũng khá là chững chạc trên cái hành trình của họ rồi. Người này họ cũng đã có một cái gì đó ở trong địa địa vị hoặc là vị thế, hoặc là nói chung là cuộc sống của họ đã cũng đã có settle down rồi, khác với các bạn nhỏ tuổi thứ nhất ha, họ có một cái gì đó để vững vàng rồi đó. Họ sẽ tiến về phía trước với một cái tinh thần lạc quan nhất và cởi mở nhất, họ cũng hy vọng là các bạn sẽ cho họ cơ hội để thể hiện tình yêu ra, để mà họ có một cái sự thay đổi nó lớn mạnh và nó happy hơn. Cái bạn chọn tôi hai bộ bộ các bạn đẹp lắm mà thiệt, mỗi lần á bài mà la ra lá the world á, đối với mình nha, các bạn trong mắt của người đó vô cùng xinh đẹp luôn, vô cùng hiền hòa xinh đẹp, vô cùng hợp hợp gu hợp nhãn với người đó luôn. Mình nhận thấy được rằng á, người này người ta cảm giác như là các bạn là một cái người mà người ta đã phải đi một hành trình rất dài á thì mới gặp á, cho nên là người này không dễ bỏ cuộc đâu nha, người này không phải là cái kiểu người dễ bỏ cuộc dễ nản chí đâu. Họ sẽ có thể ngoại hình của họ sẽ rất khác so với những gì bên trong của họ, cái nội lực bên trong của họ. Có thể ở bên ngoài họ là một người đào hoa nè, hào hoa phong nhã nè, là một người hướng ngoại nè, một người nó rất là các bạn nghĩ là họ sẽ không cần các bạn á,
Nhưng mà ở bên trong họ, chỉ có họ mới thật sự biết họ muốn cái gì thôi. Họ là một người có thể làm được những gì người đó họ muốn. Và cái gì nó càng khó, họ càng thích chinh phục. Cái gì mà họ càng, cái kiểu, cái tính cách nó giống như là họ thích vượt qua những cái chướng ngại á. Họ, và cái người này á, cảm giác như bạn là một cái gì đó nó rất là khiêu khích họ. Nó là một cái gì đó rất là đáng để họ thử. Và ở đây nó có cái lá The Fool và kết thúc là một lá The World. Ở trên là Four of One. Họ cảm giác như rằng ở bạn là một người có thể đồng hành cùng họ trong suốt hành trình dài sắp tới nữa. Người này không có cái kiểu họ mơ mộng đâu nha. Tức là họ muốn là họ sẽ làm, họ thích là họ sẽ làm. Họ nhắm tới cái điều gì đó và họ chọn cái thời gian thích hợp là họ sẽ bắt đầu. Chẳng qua là bây giờ họ vẫn còn đang set, gọi là điều chỉnh lại cái tâm trí của họ, họ điều chỉnh lại cái định hướng của họ. Họ không muốn mọi việc, họ không muốn kết nối với các bạn khi mà họ đang bị rối bời, khi mà mọi việc trong cuộc sống của họ đang bị rối tung lên, hoặc là cái mối quan hệ nó chưa được giải quyết, hoặc là họ không muốn kết nối với các bạn khi mà tâm trạng, trạng thái của họ không được ổn định. Họ muốn mọi thứ nó tốt thì họ mới bắt đầu đi từng bước một, chứ không, họ không có muốn gọi là vồ vập đâu ha. Có thể là trong những cái lần trước khi mà bạn với họ xảy ra mâu thuẫn này, họ đã khá là vồ vập, họ đã khá là thể hiện cái uy quyền, cái quyền của họ, hoặc là có thể họ không kiểm soát được bản thân mình, cho nên là nó xảy ra những cái không nên xảy ra ở trong giai đoạn đó. Và bây giờ họ đang điều chỉnh, chỉnh đốn lại. Mình nghĩ cái năng lượng người này là cái năng lượng họ sẽ tiến về phía trước bằng mọi giá, bằng những cái gì nó hạnh phúc và nó tuyệt vời nhất. Người này luôn giữ thái độ tích cực ha. Đánh giá cao. Cộng một điểm respect cho người này. Đây, lời khuyên cho bạn nè. Trầm cảm giống như một phụ nữ mặc đồ màu đen. Nếu cô ấy xuất hiện, đừng đuổi cô ấy đi. Mời cô ấy vào, cho cô ấy một chỗ ngồi. Đối xử với cô ấy như một vị khách và lắng nghe điều cô ấy muốn nói. Đây là thông điệp từ Carl Jung, là một cái người về tâm lý nổi tiếng nha. Bạn nào mà học tâm lý, bạn sẽ biết người này. Thông điệp cho cả bạn luôn á. Còn tức là hãy đón nhận mọi thứ bằng cách, tức là mình nghĩ là các bạn nên học hỏi cái cách đón nhận mọi điều tiêu cực giống như người này á. Có thể các bạn chọn tuổi thứ hai là người hơi bị overthinking á, tức là họ hơi bị suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ nhiều đến mức là không suy nghĩ ra được cái gì luôn á, càng suy nghĩ càng bế tắc á. Thì các bạn hãy học cái cách giống như người này nè. Họ luôn đối diện với cái sự trầm cảm, họ luôn đối diện với cái sự không rõ ràng, những cái suy nghĩ đen tối nó bủa vây với họ bằng một cách lịch sự nhất. Và họ luôn đón chờ, đón chào những cái điều đó đến. Họ giải quyết từng chút một. Người này hay á mọi người, mình thấy bạn, các bạn nên học hỏi nhiều từ người này. Hãy cho cái điều đó nó một chỗ ngồi này, hãy lắng nghe cái điều đó muốn nói là gì. Người này đang phân tích tình huống nha, người này đang phân tích xem là mình làm như thế này có đúng chưa, mình nên cải thiện như thế nào, hoặc là tại sao cái cảm giác này lại xuất hiện, tại sao mọi chuyện nó lại trở nên như thế này. Tức là họ đón chào cái sự tiêu cực như một vị khách. Thì đây cũng là lời khuyên dành cho các bạn đó ha. Thiệt á, đúng với cái năng lượng của người này ghê luôn á. Xác suất tỏ tình thất bại á, là 70%, xác suất hối hận sau xăm hình á, là 80, xác suất nối lại tình xưa là 83%, nhưng xác suất bên nhau đến cuối cùng chỉ có 3%, xác suất chia tay khi yêu xa là 90%, xác suất một người phải rời khỏi thế giới này là 100%. Nếu đã sợ hãi thì đừng làm gì cả. Rất nó, mình không biết tại sao bài khuyên các bạn như thế này. Không hiểu sao tại sao các bạn lại nhận được thông điệp lời khuyên như thế này. Thì tùy các bạn tình huống, tùy cái tình huống các bạn chọn ha. Còn ở đây á, mình vẫn thấy được người này á, người ta là một cái người không có sợ những con số đó. Một người này là người sống trọn vẹn, sống rất là tiến về phía trước, nhận định tích cực. Họ là một người hiểu được cái kết thúc là như thế nào, và họ cũng thích, họ là kiểu người
tận hưởng cái hành trình hơn là đi chinh phục cái đích đến đó mọi người. Cho nên là mình không biết nha, nhưng mà người này chắc chắn sẽ comeback, sẽ quay trở lại với các bạn và sẽ offer cho các bạn một cái điều gì đó rất là tuyệt vời. Nếu như đúng, các bạn hãy quay lại đây comment lại cho mình biết xem là cái mức độ phù hợp năng lượng giữa mình và các bạn nó có đúng hay không ha. Cái xác suất mà video này nó đến với các bạn, cái thông điệp này đến với các bạn á, nó có chính xác bao nhiêu phần trăm ha. Các bạn hãy cho mình comment ha. Rồi, thông điệp cuối cùng. Waiting for an apology that is never coming will only poison you slowly. Waiting for an apology that is never coming will only give you a false sense of your worth. Waiting for an apology that is never coming will only steal your peace and replace it will rift. Chờ đợi một cái sự xin lỗi mà nó không bao giờ đến đó, nó sẽ đầu độc bạn dần dần từng chút một. Chờ đợi cái sự xin lỗi không bao giờ đến, không bao giờ xảy ra, nó chỉ có thể đưa cho bạn nhận định sai về cái giá trị bản thân của bạn, và chỉ có đánh cắp cái sự bình yên cũng như là cái giá trị, cái sự an lành thật sự của bạn á. Cho nên là giữa bạn và người này chắc chắn phải có xảy ra một cái gì đó rồi. Cho nên là ở cả hai người đang chờ đợi đối phương xin lỗi. Và đây cũng là thông điệp cho các bạn, không nên chờ đợi, các bạn cũng nên tiến về phía trước như họ đi, cho dù họ không có quay lại như trải bài nói, mà họ đã tiến về phía trước theo cái hướng của họ. Giữa duyên giữa hai người nó đứt rồi, bạn cũng không nên trông ngóng vào cái mối quan hệ này làm cái gì nữa. Nếu như sau này trải bài này nó có phát triển đi chăng nữa thì mình vẫn nhận thấy được rằng cả hai người đều đi hai hướng khác nhau đi, không quay lại, không có đi chung một đường đi, nhưng cả hai vẫn luôn có những cái hạnh phúc riêng ở trên đường đi của mình. Và cái việc của các bạn á là không có nên đợi chờ một cái sự xin lỗi hay là cầu xin tha thứ gì ở đây nữa hết á. Các bạn đang tự đầu độc chính bản thân mình, các bạn đang tự làm khó bản thân mình ha. Và các bạn kiểu mình không đáng để họ xin lỗi hả? Không, cơ bản là có nhiều khi các bạn mắc lỗi mà các bạn ngại đến mức độ mà các bạn đâu có dám xin đâu. Người này nhiều khi cũng như vậy đó, cho nên là cái việc mà chờ đợi xin lỗi hoặc cái mở lời từ người này là cái việc không cần thiết ngay cái giai đoạn này. Nếu như họ không quay lại xin lỗi các bạn, có nghĩa là họ đã thua các bạn về mặt năng lượng, họ không xứng đáng để các bạn tiếp tục chờ đợi nữa. Còn nếu các bạn họ quay trở lại, họ muốn làm lành, muốn xin lỗi các bạn, thì các bạn hãy cứ welcome họ vào thế giới và hãy cho một cái cơ hội để phát triển mối quan hệ này nếu như các bạn muốn. Tùy các bạn thôi. Nhưng cái việc ở đây bài muốn khuyên các bạn là các bạn hãy tiến về phía trước, không có chờ đợi nhiều nữa. Các bạn hãy cứ xem trải bài, các bạn hãy cứ làm điều các bạn thích. Nhưng cái vấn đề là các bạn hãy move on về phía trước ha. Cứ tiếp tục đi đi ha. Không có cần thiết phải đợi chờ hoặc là đánh giá hoặc là soi xét lại ai đúng ai sai làm cái gì nữa hết trơn á. Đó, cho nên là nói chung là thông điệp nó chưa bao giờ nó ra rõ ràng đến như vậy luôn á. Cho nên hy vọng các bạn sẽ đón nhận thông điệp nó một cách nó phù hợp với mình hơn ha. Và có thể là trong những cái trải bài sau mình sẽ làm về chủ đề là hành động tiếp theo của họ trong mối quan hệ là gì, họ có thể là diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này, hoặc là họ và các bạn tình cảm dành cho nhau như thế nào, tùy tùy thông điệp ha, thì mình sẽ làm, thì mong các bạn đón chờ đón xem ha. Xin chào các bạn chọn tổ thứ ba đến với trải bài ngày hôm nay ha. Mình sẽ xem là cái người mà các bạn chọn tổ thứ ba đang nghĩ đến họ có nhớ các bạn hay không. Chính kiếm, ô lộn, nhầm, sorry. Chính chính tim, chính ly á. Lá số 3, Empress. Sao bài tổ thứ ba đẹp dữ trời. Knight of Pentacles, ô lộn, King of Pentacles. Bốn gậy. Mười kiếm. Tám ly. Mình xin rút lại lời nói hồi nãy nha. Xin rút lại lời nói khi nãy nha. Trải bài này là trải bài chung, cho nên là hy vọng các bạn đón chờ thông điệp, đón nhận thông điệp có chọn lọc ha. Các bạn đừng cố gắng ghép cái thông điệp vào bản thân của mỗi người khi mà nó khó nghe quá. Kết nối năng lượng với các bạn chọn thứ ba, người mà các bạn ấy đang nghĩ đến họ có nhớ các bạn ấy không? Ba lá nha.
Nếu có thì sao? Mà nếu không thì sao? Các bạn sẽ làm gì nếu như họ có nhớ các bạn? Và nếu như họ không nhớ các bạn thì các bạn sẽ làm cái gì đây? Mình có câu hỏi dành cho các bạn trong thứ ba đó. Thật là nhảm nhí. Kết nối năng lượng với các bạn nhỏ thứ ba. Người mà các bạn ấy đang nghĩ đến có nhớ các bạn ấy không? Các bạn có biết cái loại cảm giác là để mình lấy cái thông điệp mà mình nói. Kết nối năng lượng với các bạn nhỏ thứ ba. Người mà các bạn ấy đang nghĩ tới có nhớ ấy các bạn ấy không? Ba lá lời khuyên nha các bạn nha. Trời ơi, 4 lá hả? Rồi, các bạn có biết cái cảm giác mà sao ta? Kiểu không biết nói này nè, các bạn có buồn không ha, nhưng mà bài nó lên rất là rõ đấy, mình muốn giải cái kiểu khác cũng khó lòng luôn á. Mình cái cảm giác gọi là nghĩ về các bạn như là một thành tích á. Trời ơi, mình thật sự là mình không muốn nói ra cái này đâu nha, nhưng mà nó là như vậy đó mọi người. Cái người này nè, người ta có một cái gì đó nó khá là, mình không thích cái năng lượng này xíu nào luôn á mọi người. Không, nhưng mà mình phải phải giải đó. Các bạn có hiểu là cái kiểu mà đi chinh phục người ta xong rồi, xong rồi chia tay rồi, cái xong rồi cái nghĩ, cái kỹ nghĩ về cái kiểu ồ, tao từng quen cái đứa đó đó. Nó từng yêu tao say đắm luôn á. Tức ha, nghe nghe tức ha. Nhưng mà các bạn khoan 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 vội tức ha. Các bạn mà tức là các bạn thua họ đó. Các bạn nghe mình tiếp đi. Tức là họ có nhớ về các bạn, nhưng mà họ nhớ về các bạn theo cái kiểu là các bạn đã từng là một cái gì gọi là cái thành tựu hả, cái thành tựu mà họ có được á. Ừ đúng rồi, một một á là các bạn đã chia tay rồi, các bạn là người yêu cũ của nhau rồi. Hai á là các bạn đang đã là vợ chồng rồi, các bạn đã đến với nhau rồi, nhưng mà ở ở thời điểm này các bạn đang phải xa nhau, ở xa nhau đó, các bạn không được ở gần nhau nhiều. Thì cả hai trường hợp luôn, cái người đó đó đều nghĩ về các bạn theo cái kiểu là các bạn như là một cái thành tựu mà họ đã có được trong quá trình họ chinh chiến. Thì nếu đối với trường hợp thứ hai á, nếu như các bạn đã đến với nhau rồi, bạn và họ là vợ chồng của nhau rồi, thì cái đó là khá là tự hào đúng không? Mình là một cái thành tựu, mình là một cái niềm tự hào của cái người kia. Nhưng mà đối với cái trường hợp thứ nhất, các bạn là người yêu cũ, các bạn đã chia tay rồi và các bạn đã không kết nối với nhau nữa, mà khi mà họ nghĩ về các bạn như vậy, hơi cay, nghe hơi cay nha. Đúng không? Rồi mình mở bài ha. Y chang bài của tụ một luôn. Bài tụ một ra vậy nè. Một lá này lá khác. Rõ ràng luôn, vẫn là cái năng lượng nó phân vân kinh khủng luôn á. Năng lượng mà kiểu nó không rõ ràng như tụ thứ hai. Tụ thứ hai nhớ là nhớ, không là không. Tụ thứ nhất là kiểu mình còn giải bài được nha, nhưng mà tụ thứ hai này tự nhiên mình thấy nó hơi kỳ á, nó hơi kiểu mắc cười. Họ và bạn á đã từng có một cái quá khứ khá là tốt, cho dù cả hai có chia tay đi chăng nữa, cho dù ở cái mối quan hệ đó cả hai có hành nhau lên xuống, chết đi sống lại đi chăng nữa, thì bạn và họ vẫn có một cái thời gian trải qua những cái giai đoạn tươi đẹp trong cuộc sống rồi. Nói chung là khi mà nghĩ lại, các bạn nghĩ thử đi, có phải là các bạn đã từng yêu hết mình không? Khi mà nghĩ lại xem, các bạn có phải là từng yêu điên cuồng của tuổi trẻ không? Các bạn có phải là đã đi qua những cơn mưa rào mà không sợ bệnh của tuổi trẻ không? Đó, tức là người này và các bạn đã dành cho nhau những cái gì đẹp nhất ở trong cái thời điểm quá khứ. Không cần biết là hiện tại hai bạn có thành hay có bại hay có ở bên nhau hay không hay như thế nào, mình vẫn giải chung ha, mình không thể chia trường hợp được. Đó, thì cả hai bạn cũng đã có những cái trải qua rất là đẹp với nhau rồi. Những cái buồn có, những cái vui có, những cái thất vọng có, những cái sung sướng hạnh phúc có hết.
Nhưng mà nói chung á, nếu như giải theo tích cực á, nhìn lại á, thì bạn vẫn là một cái gì đó trong tim của người này. Có thể là tại vì bạn quá đẹp, quá ngon, quá tốt đi thì họ mới khoe với người khác là ồ đứa nó đã từng yêu tao, đúng không? Chứ bây giờ các bạn yêu một cái đứa tệ là tệ, mà các bạn đi khoe là ồ thằng đó đã từng yêu tao, con đó đã từng yêu tao, thì thôi khoe làm cái gì, nó tệ quá thôi, không dám nhận, từ chối nhận, đúng không mọi người? Đằng này cái người này cũng phải đánh giá các bạn khá cao, cũng phải coi các bạn như là một cái gì đó rất là trân quý mà hằng hàng ngàn người, hàng trăm người ao ước có được mà còn không có, mà họ đã có. Tức là họ cũng có một chút gì đó tự hào về cái việc có được các bạn. Đó, người này thật sự là không nhớ các bạn đâu. Đối với tụ một á, nó lên cái lá này nè, nó lên no, xong yes, y chang vậy luôn nha. Xong rồi cái lá này là lá meditation brings answers. Đó, nhưng mà ở đây thì nó lại bị chắn ngang bởi cái there's something better. Lời khuyên á hả? Chưa luôn á, nhưng mà từ từ nha, từ từ. Các bạn là tuần thứ ba bình tĩnh. Tức có nghĩa là họ không nhớ các bạn, nhưng khi thấy gặp lại các bạn, tức là vợ chồng thì nhiều khi cũng nhớ đúng không? Thì ý là khi mà gặp lại các bạn thì họ mới nhớ. Các bạn hiểu ý mình không? Cho dù là vợ chồng, cho dù là tình cũ, cho dù đã chia tay hay như thế nào chăng nữa, thì bình thường họ không nhớ các bạn đâu. Thì một sự thật nó là như vậy, họ không nhớ các bạn. Nhưng khi mà họ say nè, khi mà họ chiêm nghiệm lại cuộc đời nè, khi mà họ ai đó hỏi về các bạn đi, hoặc là họ thấy các bạn ở trên các phương tiện truyền thông đi, thì người này chắc chắn sẽ nhớ về các bạn và nhớ bằng cái sự tự hào mà họ đã đạt được đó. Tóm gọn ý là như vậy nha. Người này nhớ về cả những cái khoảnh khắc mà cả hai người bên cạnh nhau yêu đương, cuốn quýt, chinh phục, tán tỉnh lẫn nhau. Họ cũng sẽ nhớ về những cái giai đoạn mà cả hai hành hạ nhau, cả hai làm nhau đau lòng, cả hai chịu đựng nhau, họ cũng sẽ nhớ luôn. Họ cảm giác như trên thế gian này, đi qua biết bao nhiêu chặng đường, cái người hiểu họ chỉ có bạn mà thôi. Cái người mà điên cuồng cùng họ, cái người mà dám hành động tất cả vì họ thì cũng chỉ có bạn mà thôi. Đó, cho nên người này đôi khi cũng khá là tiếc nuối khi mà hiện tại không ở bên cạnh bạn. Bài người này á thì họ không có hành động gì quá rõ ràng như tụ thứ nhất cũng như tụ thứ hai đâu. Họ chỉ nhớ là nhớ như vậy thôi á. Để mà kêu mà họ người này có hành động gì hoặc là người này có làm cái gì không á, thì cái việc duy nhất mà mình thấy họ có thể làm được đó chính là nhìn bạn từ xa. Mình không biết là mối quan hệ các bạn đang bị cái gì mà không thể gặp nhau được. Có thể là chia tay rồi làm sao mà gặp nhau, có thể là đã có chồng có vợ rồi làm sao mà gặp nhau được, hoặc là có thể ở xa địa lý, đi công tác, chồng vợ đi công tác gì đó sao mà gặp nhau được, đúng không? Đó, thì họ có sự mong nhớ, họ có sự nhìn về các bạn. Thậm chí nha, nhiều khi người này cũng muốn nằm mơ thấy các bạn. Họ cũng nhiều khi cũng len lỏi vào giấc mơ của các bạn để xem các bạn có đang nằm mơ thấy họ không, hoặc là họ có được nằm mơ thấy các bạn không. Nhiều khi họ cũng đang thật sự muốn, nhiều khi mình nói cái này nó hơi kỳ nha, nhưng mà người này kiểu muốn gặp các bạn trong mơ, kiểu như vậy nha. Mình không cần, kiểu như họ cảm thấy được rằng là có nhiều người ta ích kỷ lắm mọi người, nhiều khi người ta cũng không yêu mình á, nhưng mà người ta muốn mình lúc nào cũng nhớ về người ta. Kỳ ha. Đó. Mình không biết các bạn coi cho ai, nhưng mà cái người này á thật sự là không có tốt với các bạn ở, tức là họ có thể là một chiếc áo đẹp nhưng mà họ không vừa với các bạn, thì sẽ có cái áo nó better hơn, nó there's something better hơn. Tức là các bạn cho dù cái gì, chuyện gì xảy ra chăng nữa, cho dù cái mối quan hệ nó như thế nào chăng nữa, các bạn cũng hãy buông bỏ cái sự kiểm soát đi và hãy chấp nhận cái tình huống này nó xảy ra nó không có như mong đợi các bạn. Hãy chấp nhận mọi thứ nó đã diễn ra như vậy rồi, và con người ta ai cũng có mặt tốt mặt xấu hết. Thì các bạn nên hiểu được rằng ở thời điểm này các bạn không gặp được họ, hoặc là không có họ, hoặc là họ các bạn không có nhau, thì hiện tại nó cũng là một cái gì đó nó rất là tốt và nó rất là phù hợp với lại vũ trụ ha, và sẽ có một điều gì đó nó better hơn ở phía sau. Có thể là bạn và họ sẽ gặp lại nhau ở phiên bản tốt hơn của cả hai,
hoặc là các bạn sẽ gặp một người nào đó khác tốt hơn họ, mang đến cho bạn hạnh phúc hơn, hoặc là các bạn sẽ phát triển hơn sau khi chấm dứt, buông bỏ cái kết nối này ha. Sẽ có nhiều điều nó say yes với các bạn ở phía sau lắm. Và nếu như các bạn có muốn xem một người nào khác thì chắc chắn sẽ say yes với các bạn chứ không phải là người này. Kiểu như vậy đó, các bạn không cần phải rượt theo, các bạn không cần phải chạy theo năng lượng của người này, bởi vì mình nói thật nha, cho dù là cả hai bạn có đang là vợ chồng với nhau chăng nữa thì người này cũng đang rất khá là tập trung vào cái mục tiêu của họ. Đôi khi họ hơi hờ hững, đôi khi họ hơi vô tâm, đôi khi họ hơi kiểu không không có chú ý đến bạn, không có dành cho các bạn nhiều cái sự quan tâm chăm sóc đặc biệt á, thì cũng tại vì cái người này quá theo đuổi công danh sự nghiệp, người này quá theo đuổi những cái mục tiêu giá trị vật chất trong đời sống của họ, cho nên là đôi khi họ sẽ quên đi bạn, nhầm thậm chí là họ sẽ quên luôn đi cái bản thân của họ nữa kìa, đừng có nói quên đi bạn. Cho nên bạn cũng đừng có trách họ làm cái gì, việc của bạn là hãy phát triển tốt hơn ở thời điểm hiện tại, hãy buông bỏ tất cả, hãy rời đi khỏi cái năng lượng cũ để mà tiến thêm một cái năng lượng mới, để mà nếu như hai bạn còn duyên, có nợ có duyên gặp lại nhau, hoặc là hai bạn là đoàn tụ cùng nhau đi, thì nó sẽ là một câu chuyện khác đúng không? Nó sẽ hẹp hơn, nó sẽ không còn hờn trách, nó sẽ không còn hận thù, nó sẽ không còn những cái năng lượng tiêu cực cũ nữa. Rồi, chúng ta sẽ xem lời khuyên sẽ như thế nào ha. Ủa sao giống tụ hai vậy? Trong một đống cái tham giấy, tại sao cái lá này nó vẫn xuất hiện? Trầm cảm giống như một phụ nữ mặc đồ đen. Nếu cô ấy xuất hiện, đừng đuổi cô ấy đi. Mời cô ấy vào, cho cô ấy một chỗ ngồi. Đối xử với cô ấy như một vị khách và lắng nghe điều cô ấy muốn nói. Các bạn hãy đối diện với mọi chuyện đi. Nói thật là nãy giờ nó cũng bài cũng khuyên các bạn là đối diện với mọi chuyện á. Cái cách để mà giải quyết tốt mọi chuyện đó chính là các bạn hãy đối diện mọi chuyện một cách bình thản nhất. Hãy xem đó như là một vị khách. Tại sao gọi là một vị khách? Tại vì một người khách chúng ta sẽ biết lắng nghe họ hơn, chúng ta sẽ tôn trọng cái điều đó hơn, và chúng ta sẽ xem cái vị khách nó muốn cái gì đó mà chúng ta giải quyết, đúng không mọi người? Đó, cho nên là cho dù chuyện này nó như thế nào, cho dù họ có nhớ bạn hay không, hoặc là cho dù bạn có đang buồn khổ đau khổ như thế nào, thì cũng hãy đối diện với cảm xúc của bản thân một chút. Miễn sao là bạn vẫn còn nhớ bạn và còn rất là nhiều người xung quanh khác nhớ đến các bạn, không nhất thiết là phải một người như thế này. Đó, mọi người ha. Lại là một course xến, nói là xến. Nhân gian kia điên đảo vì vật chất, ta thở dài một giấc mộng bình an. Nhưng nãy giờ các bạn đã thấy, người này là một người tham vật chất, ham tìm kiếm vật chất, cũng không trách họ được. Nhiều khi sứ mệnh của họ sinh ra là để kiến tạo vật chất cho thế giới này thì sao? Còn bạn thì cái hành trình của bạn đi nó khác. Nhiều khi cái hành trình của bạn đi là chỉ cần bình an là được rồi. Cho nên là nếu như cả hai nó không cùng chí hướng thì dễ cái năng lượng nó dễ tan ra lắm mọi người, đúng không? Không có đặt nặng hả mọi người. Em nhẹ nhàng như một bản giao hưởng, tinh tế nhưng cũng đầy đau thương. Trời, sao bạn nhớ mọi người này ghê vậy? Người này cũng nhớ các bạn nha. Đó, nói chung là hai năng lượng của hai người cũng giao thoa, nó cũng giống giống nhau á, nó cũng xem nhau thôi. Thôi thoát đi mọi người ơi. Đối diện đi. Tôi thấy cái tụ ba là cái tụ đau đớn nhất á trời. Trong đời con sẽ gặp những người mà con chỉ được nhớ họ chứ không liên lạc, chỉ quan sát chứ không được làm phiền. Ok luôn. Rõ ràng ha. Cái thông điệp tụ ba nó, mặc dù nó có những cái charm nó rất là giống hai tụ kia, nhưng mà cái lời khuyên ở trong những cái charm này, ở cái tình huống này mình đã đón nhận theo một cái hướng nhìn khác, đó chính là hãy coi cái việc, hãy coi cái người này nè, cái người mà các bạn đang nghĩ tới á, nó là một cái phần đã qua của cuộc sống các bạn đi. Các bạn đừng có đặt quá nhiều niềm hy vọng vào nó nữa. Thậm chí bài các bạn nó lên nó cũng không có quá nhiều hy vọng nhiều đâu. Tức là mình nói là không đặt quá nhiều hy vọng thì không có nghĩa là mối quan hệ này sẽ tan đàn, sẽ nghé, hay là mối quan hệ này không đến đâu.
Mà cái vấn đề là ở các bạn, khi mà các bạn đặt quá nhiều hy vọng, kỳ vọng vào bất kỳ một chuyện gì đó, thì chính cái điều đó nó sẽ làm cho các bạn đau khổ. Không phải là vì nó không tốt, mà là nó không đúng như kỳ vọng của các bạn. Cho nên là cứ go with the flow đi mọi người. Hãy cứ để mọi chuyện nó diễn ra một cách tự nhiên nhất đi mọi người. Cho dù các bạn có xem cả trăm, cả triệu trái bài, họ có nhớ các bạn hay không, thì câu trả lời của các bạn nó vẫn sẽ là như vậy à. Cho dù các bạn có xem những cái trải bài mà người reader, có thể là các bạn chọn sai tụ đi, họ bảo là ồ, người đó rất nhớ các bạn, rất yêu thương các bạn, thì nó có phải là nó cũng chỉ gieo cho các bạn những cái hạt giống hy vọng mà nó không bao giờ nở không? Tại sao cái người reader đó nói là trời ơi, người ta nhớ đến mình mà, tại sao không thấy người ta liên lạc? Có phải là người ta buồn hay gì không? Không, không đâu mọi người, là do mọi người chọn tụ sai. Hoặc là do cái tụ bài đó nó không dành cho các bạn. Thật sự nếu đủ thương, đủ nhớ, đủ nắng hoa sẽ nở như tụ hai, nó nhớ, nó sẽ có một cái hành động gì đó chắc chắn nó sẽ làm để phát triển mối quan hệ. Hoặc là nó sẽ buông bỏ, nó sẽ move on. Chứ nó không có bị luẩn quẩn hoài trong mối quan hệ như vậy. Đó, cho nên là hãy tiến về phía trước đi mọi người. Hãy tiến về phía trước ha. Mình không thấy là cuộc sống các bạn nó sẽ tệ đi đâu. Mình thấy cuộc sống các bạn nó sẽ phát triển hơn rất nhiều. Đây, bởi cái hai cái lá này nó như là một cái điềm lành dành cho các bạn vậy đó. Cái vấn đề là các bạn phải chịu buông bỏ. Thì cái người soulmate thật sự mới đến với các bạn. Và chính các bạn nhiều khi cũng sẽ chính là soulmate dành cho bản thân mình. Không một ai thấu hiểu các bạn hơn các bạn hết trơn á. Cho nên là cố vượt qua ha mọi người. Mình biết mình khuyên đó những lời khuyên rất là sáo rỗng đó mọi người ở thời điểm hiện tại, nhưng mà đó là tất cả những gì mà mình có thể khuyên mọi người. Một người nói ít các bạn không nghe, nhiều tarot reader khác nói vô các bạn cũng sẽ phải nghe, cũng sẽ phải thấm thôi. Hy vọng là các bạn sẽ đón chờ những cái trải bài mới của mình trong thời gian sắp tới, như là tình cảm giữa bạn và họ nhìn cho nhau là gì, hành động tiếp theo của họ là gì, hoặc là diễn biến tiếp theo trong mối quan hệ này như thế nào, để các bạn rõ nét hơn trong câu chuyện của các bạn, để các bạn không phải sống trong bất an, lo sợ nhiều nữa ha. Các bạn sẽ yên tâm hơn và tiến về phía trước như là một người bạn dành lời khuyên cho các bạn vậy đó.